Theo dự thảo thông tư hướng dẫn Nghị định 119 năm 2018, trên hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có chữ ký của người mua hàng. Ngoài các nội dung theo quy định, doanh nghiệp có thể in kèm logo, hình ảnh về thương hiệu của mình. Theo dự thảo thông tư, nội dung hóa đơn điện tử về cơ bản giống nội dung hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử đã được hướng dẫn tại thông tư số 39 năm 2014 của Bộ Tài chính, có bổ sung thêm chỉ tiêu, mã của cơ quan thuế đối với hóa đơn điện tử, có mã xác thực của cơ quan thuế, phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước và nội dung khác liên quan. Riêng ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, theo hướng dẫn mới, hai ký hiệu này là một nhóm tối đa với 7 ký tự, bao gồm cả chữ viết và chữ số, được thể hiện ở phía trên bên phải của hóa đơn hoặc ở vị trí dễ nhận biết để phản ánh các thông tin về loại hóa đơn có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn không mã, năm lập hóa đơn, loại hóa đơn điện tử được sử dụng. Về chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán, người mua, dự thảo thông tư hướng dẫn trên hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua, trừ trường hợp có thỏa thuận giữa người bán và người mua thì hóa đơn điện tử mới có chữ ký số, ký điện tử của người bán và người mua. Về thời điểm lập hóa đơn điện tử, dự thảo hướng dẫn việc xác định theo thời điểm người bán ký số, ký điện tử trên hóa đơn và phù hợp với thời điểm lập hóa đơn. Ngoài nội dung nêu trên, doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân, kinh doanh có thể tạo thêm thông tin về biểu trưng hay logo để thể hiện nhãn hiệu, thương hiệu hay hình ảnh đại diện của người bán.